Còn nếu bây giờ mình nói trường hợp mà mình là cái cá nhân, tức là bây giờ mình có những triệu chứng như vậy và mình sợ thì mình phải gọi bác sĩ hay là mình gọi ai? Dạ, thì mình nên đừng đừng có đi bác sĩ gia đình bình thường, tại vì những cái bác sĩ văn phòng bác sĩ gia đình người ta không có chuẩn bị được, người ta chưa không cách gì mà người ta có đầy đủ equipment chẳng hạn để mà khám khám bệnh cho mình. Mình nên đi những cái chỗ công cộng, ví dụ như UCSD, Kaiser thì mình không biết rõ, nhưng mà Kaiser thế nào cũng 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 đã chuẩn bị rồi. Scripps hoặc Sharp thì khi đi khi hoặc là mình nên gọi trước, mình gọi điện thoại trước, mình đi urgent care hoặc là mình đi emergency department, nhưng mà mình sẽ gọi trước báo tin cho người ta biết là mình mới đi Ý về, mình ho, mình sốt và mình khó thở, thì có mình lo là mình đã bị mắc cái bệnh COVID-19 rồi. Khi mình gọi cho người ta biết trước đó thì người ta sẽ chuẩn bị trước cho mình. Khi mình tới á, tới văn phòng hoặc là emergency department á, thì nhân viên y tế người ta sẽ mặc đồ chuẩn bị sẵn, người ta đeo mặt nạ N19, người ta mặc áo bảo vệ cho người ta sẵn rồi. Người ta sẽ tới tận cái xe của mình, người ta đưa cái mặt nạ cho mình mang vào, mình sẽ đem mình vào trong 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 emergency department, vào vòng cô lập liền, và người ta sẽ khám bệnh và sẽ xét nghiệm cho mình liền. Ok, hồi nãy bác sĩ bảo có đề cập tới cái chuyện là mình tự nguyện cách ly hoặc là mình gọi là, thì hiện tại mình thấy là có nhiều người họ rất là nó có tính cách là họ sợ, giống như tình trạng như là tận thế sắp tới nơi Dạ. đấy, nghe là tranh nhau mua đồ dọn Dạ. sạch, nghĩa là dọn dọn sạch sẽ những cái quầy hàng, những cửa hàng này nọ, thì bác sĩ bảo có lời khuyên như thế nào? Dạ, thì cái con virus này á, nó không có nguy hiểm đến như vậy, nghĩa là không phải là nó sẽ làm cho tận thế. Nếu như mình thấy theo thống kê của WHO hiện bây giờ đó, thì tới 84% những người dương tính về cái con virus này, thử nghiệm dương tính đó, là hoàn toàn khỏi bệnh, không có bị bệnh nhẹ, Bình không có nhẹ, gì rồi, hết. Số cái người mà nhập viện đó thì cỡ chừng 5% là phải vào phòng ICU và bị viêm phổi và nặng, và trong trong cái số 5% đó thì 2.5% của những người nhập viện là tử vong, cho nên cái tỷ lệ người chết nó rất là thấp. Dạ, thì tôi cũng có xem qua, cũng ở theo cái cơ quan CDC thì cho thấy rằng là trong cái mùa cúm mà vừa rồi, tức là từ đầu tháng 10 cho tới ngày hôm nay đó, thì ở nước Mỹ thôi đó là có là 45 triệu người bị cúm. Dạ. Và trong đó thì là nghĩa là phải nói là khoảng chừng là 300.000 người nhập viện. Và trong 300.000 người nhập viện đó thì người ta nói là cái số tử vong mà trong cái 4 tháng cúm vừa rồi đó là hiện tại nó vẫn còn tiếp tục, nhưng mà con số nó có thể từ 30.000 tới 40.000 Dạ, người, có đúng không? có thể là thấp hơn chút xíu, nghĩa là tới bây giờ là cỡ chừng 18.000. Dạ. Dạ, cái mùa mà nặng nhất của Mỹ, ví dụ như mùa 2009 chẳng hạn, thì Dạ. cái số tử vong nó lên tới 30 Dạ và bà. 40 Dạ. ngàn. Nhưng mà hàng năm thì cỡ chừng 14 tới 18 ngàn người trên nước Mỹ chết Dạ. về Dạ. về về con cúm. Thì mình cũng hy vọng là cái con coronavirus này, nó hy vọng là nó cũng không đến nỗi là để mà làm cho chúng ta chết tới 18, 20.000 hay là 30.000 như vậy. Mình nên mình nên cái cách nghĩ về con virus này mình nên thay đổi chút xíu, nghĩa là cái tỷ lệ mà mình biết được bây giờ là hoàn toàn trên những cái con số ở Trung Quốc Trung ra, Quốc ra. mà cái bộ y tế công cộng của Mỹ hy vọng nó sẽ hơn ở Trung Quốc nhiều, và cái hạ tầng cơ sở y tế của Mỹ hy vọng nó sẽ hơn ở Trung Quốc nhiều. Ok, thế thì hồi nãy bác sĩ bảo có khuyên mọi người là chúng ta nên rửa tay thường xuyên,
tôi cũng đồng ý với chuyện đó. Ngoài ra có những cái phương cách khác, như là tôi thấy rằng là người ta uống thuốc vitamin C, vitamin D này nọ, thì những cái phương cách, hoặc là người ta mua mặt nạ, tranh nhau mua mặt nạ chẳng hạn, hay là tranh nhau mua những cái loại mà kem antibacterial, những cái loại gel để mà rửa tay, thì bác sĩ bảo thấy là cái hiệu quả của những cái sản phẩm đó nó có nhiều hay không so với chuyện mình chỉ đơn giản là rửa tay thường xuyên. Dạ, thì cái chuyện dễ dàng mình nói trước là cái chuyện mang khẩu trang, thì WHO là World Health Organization, CDC, rồi tất cả những cơ quan y tế chỗ nào người ta cũng nói như nhau hết, không có ai nói khác hết, nghĩa là mình mang khẩu trang nó không có tránh được cái lây bệnh này. Những người nào nên mang khẩu trang, nếu như mình khỏe mạnh, mình đi ra đường không có chuyện gì, mình không có bệnh gì hết, thì không nên mang khẩu trang, tại vì nó không có tránh được bệnh thì dễ thôi. Thì cái khẩu trang nó mang dễ hiểu thôi, nó mang như vậy, nó lỡ nó hở hai bên, thì khi mình ra mình hít thở thì con virus nó cũng vô được trong người mình bình thường. Cái thứ nhất, cái thứ nhì á là nếu như anh để ý người thường người ta mang khẩu trang đó, người ta làm như thế nào, người ta lúc nào cũng rờ lên mặt rồi sửa lên, cái đó nó nguy hiểm hơn nữa, là cái tay người ta đụng vào con virus rồi người ta đem lên mặt là nó càng dễ vào trong người hơn rồi. Cho nên nó không, người ta khuyên là không mang khẩu trang là như vậy. Ai là những người nên mang khẩu trang? Như nãy mình vừa nói, nếu như mình bệnh, mình ho, mình sốt, thì khi mình đi ra ngoài hoặc đi tới bệnh viện thì phải mang khẩu trang để làm sao? Để mình khỏi ho ra, mình khỏi có văng ra những cái hạt nước đó, để mình khỏi lây bệnh cho người khác. Khi mà nhiều người quá mua khẩu trang quá thì cả cái thị trường khẩu trang nó sập đi, người không còn khẩu trang nữa, thì cái nhân viên y tế khi người ta cần tới cái khẩu trang là không có. Rồi, bác sĩ như anh với tôi cuối cùng cần khẩu trang để mà chữa bệnh thì là không có. Nhưng cái điều này hay cái á là ví dụ chính phủ Pháp người ta tịch thu hết hoàn toàn khẩu trang ở trên nước Pháp, và chỉ cung cấp cho nhân viên y tế và những bệnh nhân thôi, còn người ngoài ra ngoài tiệm không có gì mà mua được khẩu trang. Tôi để ý như vậy, như anh Bảo biết, thì như chúng tôi mà ở phòng mạch đó, thì mình cũng có thói quen là trước khi khám bệnh nhân là mình rửa tay, sau khi khám bệnh nhân là mình rửa tay. Và khi mà tôi mang khẩu trang như vậy, có khi là tôi khám xong người bệnh nhân là thay khẩu trang liền, tức là phải mang khẩu trang khác. Tôi thấy bây giờ ở ngoài mình mua một cái khẩu trang về, mình giống như là cái loại khẩu trang mà mình chai bụi khi nào mà mình làm việc ở trong gara chẳng hạn, mang khẩu trang tối ngày một cái, rồi thì tôi thấy lâu lâu ngứa lỗ mũi thò tay ở dưới rồi gãi lỗ mũi, thì nó cũng vậy thôi. Một cái khẩu trang mà chúng ta cứ dùng đi dùng lại thì nó cũng vô ích. Tôi thấy là đó là cái chuyện nữa. Ok, thế thì bây giờ nếu trường hợp mà sau cái chương trình mà chúng ta nói ngày hôm nay và có nhiều cái cập nhật hóa của vấn đề mà chúng ta cần phải theo dõi, thì khán thính giả phải đi đâu và tìm ở đâu để thì có những cái dự kiện đó. Cái bản thông tin mà chính xác nhất mà nên coi nhất là của CDC. Nó gọi là cái website nó gọi là cdc.gov. Còn nếu như mình muốn theo dõi tình hình bệnh ở tại San Diego á, thì nên gọi là cái website nó gọi là coronavirus-sd.com. Còn nếu như mình muốn gọi điện thoại á, thì cơ quan y tế công cộng của San Diego nó lập một cái đường dây điện thoại đặc biệt là 211. Gọi 211 là sẽ có thông tin rõ ràng. Ok, như vậy xin cảm ơn bác sĩ Bảo. Ok, một chuyện nữa là lần cuối nữa là mình hỏi theo như cá nhân của bác sĩ Bảo, thì bác sĩ nghĩ rằng là cái chiều hướng, cái triển vọng của cái con virus này trong cái tương lai gần và tương lai xa nó như thế nào? Thì ở trên nước Mỹ đó, thì bây giờ mình thấy là bắt đầu có nhiều cái case, nó gọi là community acquire, nghĩa là lúc mà bắt đầu con dịch cái dịch này đó,
ở Mỹ á, thì cái case, những cái ca là toàn là nhập cảng, nghĩa là người ta bị ở Trung Quốc hoặc là người ta bị trên cái cruise ship ở Japan, ở Nhật Bản rồi người ta đem về. Nhưng bây giờ nó đã hơi trễ, nghĩa là bây giờ nó đã loan ra ngoài cộng đồng rồi. Cái mà điều mà nhiều người trách cơ quan CDC là người ta chậm một chút, người ta không có test nhiều, người ta không có cái kit để thử nghiệm nhiều. Cho nên ở Seattle người ta nghĩ là con này nó đã gọi là circulate, là nó đã ở trong cộng đồng cả chừng 2-3 tuần rồi. Mà người ta chưa có, tại vì người ta không test đầy đủ, không có test nhiều đó, cho nên người ta chưa có chuẩn bệnh được, chưa có chuẩn bệnh chính xác được. Ngày hôm nay nè, cái tuyên bố ngày hôm nay thì ở University of Washington người ta đã bắt đầu test đó, thì người ta test 400 ca thì 20 ca đã dương tính rồi, ở trong cộng đồng rồi. Cho nên có thể là rất là đã bắt đầu loan ra. Thì theo những cái dự đoán của những người bác sĩ public health đó, thì có thể là mình không có bùng nổ như Trung Quốc, nhưng mà nó sẽ là một chỗ nhỏ này, nó loan ra rồi chỗ này chỗ kia từ từ nó sẽ loan ra. Một cái giả thuyết thứ có một số người đưa ra, đó là nói rằng là cái khi mà thời tiết mà nó nóng lên á, thì hy vọng là những cái con virus này nó tự hủy diệt. Và một cái giả thuyết thứ hai đó là mình không biết được, và cái con virus này cũng có thể nó sẽ dưới dạng là tiềm ẩn, nó sẽ kéo dài. Tức là mình không, nó tới đây và nó ở lại đây và nó sẽ không bao giờ biến mất. Thì bác sĩ Bảo nghĩ như thế nào? Vì tôi cũng để ý một cái chuyện là những cái ổ dịch ở Mỹ bây giờ gần như là ở cái vùng phía bắc nước Mỹ, vùng lạnh và ẩm, thí dụ như Seattle mưa hoài và hơi lạnh, hay là những cái vùng như là ở miền đông bắc như là mình nói là New York này nọ đó. Còn càng xuống về phía nam nó cũng có, nhưng mà cái mật độ nó ít hơn. Thì bác sĩ Bảo nghĩ như thế nào? Nó có nó có ảnh hưởng tới nhiệt độ và cái tình trạng thời tiết hay không? Nó cũng có, là thì mình không nghĩa là mình không biết chắc 100% được, nhưng mình làm thế nào để mình đoán. Thì cái đoán đầu tiên á, thì khi mà cái nhiệt độ nó cao lên á, thì khi cái hạt nước của mình mà mình phun ra, mà người bệnh mà phun ra nằm trên mặt bàn hoặc là những chỗ như vậy, thì nó sẽ khô nhanh hơn. Cái hạt nước đó nó khô nhanh hơn khi cái nhiệt độ nó lên, thì nó khô nhanh hơn á, thì con vi khuẩn nó sẽ chết. Mấy con virus này nó phải có nước và có độ ẩm nó mới sống lâu được. Khi mà nó khô đi rồi nó chết. Thì có thể là cái số người ta gọi là R naught, là cái số người mà một người bệnh nó loan ra bao nhiêu người. Hiện bây giờ là 2.2, nghĩa là một người bệnh nó sẽ loan bệnh cho tới 2.2 người. Mà khi mà nhiệt độ cao hơn, mà cái hạt nhỏ nó khô nhanh hơn đó, thì có thể cái số R naught nó thấp hơn chút xíu. Thấp hơn chút xíu á, thì mình có thể mình contain được, mình không nó không có loan ra nhiều như được. Thì có thể á, thì nó sẽ dần dần nó chết. Cũng giống như con cúm hàng năm. Như anh biết là mỗi năm thì ở Cali mình thì cả chừng tháng 10 cho tới tháng 3, tháng 4 là mùa dịch cúm, còn sau đó là hết. Nhưng mà ví dụ như con H1N1 chẳng hạn, nó không có disappear hoàn toàn. Nó vẫn nằm trong cộng đồng. Tại vì như vậy mà mỗi năm mình phải chích người cúm là chích tới 4 con, là trong đó có con H1N1. Lại vì con H1N1 từ hồi 2009 nó vẫn còn ở trong cộng đồng, nó vẫn còn như vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là dựa con SARS. Con SARS mặc dù nó biến mất hoàn toàn tại vì thế nào? Tại vì những cái kỹ thuật public health mình vừa nói rồi, là cô lập người bệnh và isolate, thì cái số người giảm bệnh nó càng ngày nó càng xuống và nó sẽ mất hết đi. Nhưng mà theo con SARS đấy, thì cái mùa, nếu như mà anh nhớ lại 2002, 2003, mùa hè, mùa đông gì vẫn có SARS hết. Cho nên chưa chắc cái con này nó sẽ behave như thế nào, nó giống như con cúm H1N1 hoặc là nó giống như con SARS 2003.
Oh wow, cũng có thể nó sẽ trở lại là COVID-20, COVID-21 chẳng hạn. Dạ. Ok, và tôi nghĩ như vậy, rất có thể là nó sẽ tới đây và nó ở lại đây, và đó là một cái vấn đề khác nữa. Mình không biết là cái vaccine nó mình phát triển nó có kịp hay không. Dạ. Tới lúc đó thì nó là nhiều cái biến thể khác của loại Dạ. virus này. Dạ. Ok, nhưng mà thôi thì bây giờ chúng ta cũng cảm ơn bác sĩ Lưu Quốc Bảo là Dạ. có những cái, mặc dù là nó tình trạng nó khẩn cấp nhưng không đến nỗi bi đát, chúng ta cũng có những cái niềm hy vọng rằng là sẽ có một cái ngày nào đó nó sáng sủa hơn. Thành ra chúng tôi cũng nghĩ là khuyên quý vị nên bình tĩnh và nhìn vấn đề một cách sáng suốt, không đến nỗi mà phải lo âu nhiều quá. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lưu Quốc Bảo và Dạ. cho những cái tường trình rất là hữu ích Dạ. cho chúng tôi và cho quý khán thính giả cũng như là cộng đồng Việt Nam ở San Diego và ở hải ngoại nói chung. Xin cảm ơn anh. Dạ, Yeah, cảm ơn thank you anh. anh. Dạ.